kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để cho dân mù chữ rồi tung trò xóa mù chữ để mà tự ca tụng mình. Đảng ta quả là cao thủ. Cách đây hơn 70 năm, ông Hồ Chí Minh đã hô hào diệt giặc rốt. Những tưởng chuyện để dân rốt đó là câu chuyện của quá khứ nhưng không. Ngay thời hiện nay, Đảng vẫn đẩy dân vào con đường mù chữ. Cho đến nay đã là thời đại kết nối toàn cầu. Vậy mà đâu đó trên đất nước Việt Nam dân vẫn không cậy được con chữ. Đó là do lỗi tại ai? Vào ngày 21 tháng 8, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nói về việc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chư Pang phối hợp với 6 xã tổ chức khai giảng 9 lớp xóa mù chữ cho khoảng 250 học sinh, đồng thời giảng dạy tại đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình nhằm với mục đích giúp người dân biết đọc, biết viết, biết tính toán, cũng như vận dụng những điều đã học vào lao động sản xuất để dân mù chữ lỗi lớn nhất là thuộc về Đảng Cộng sản. Việc tờ báo lớn lên bài viết này như là sự ca tụng cho chính sách của Đảng về việc chăm lo con chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi sâu hơn thì sẽ thấy vấn đề của chính quyền này đó là tại sao đến gần hết một phần tư thế kỷ 21 mà dân Việt Nam vẫn còn có người bị mù chữ. Xóa mù chữ chỉ là hành động sửa chữa một cách chấp vá và để cho dân mù chữ mới chính là sự tệ hại trong quản lý và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản. Người dân Việt Nam không lạ gì chuyện trẻ em vùng cao không trường, không lớp, không có giáo viên. Đường đến trường cực kỳ gian nan, nhiều con đường treo leo bên vách núi, mùa mưa là ngập bùn lầy. Có những em học sinh đi học phải đu dây qua suối, qua thác, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc chui vào túi ni lông để mà qua sông và câu hỏi đặt ra là vì sao không làm đường không xây cầu cho nhân dân vì sao lại để mặc cho trẻ em phải đánh đổi sinh mạng để mà kiếm con chữ mỗi cổng trào trăm tỷ mỗi tượng đài nghìn tỷ sao không dành số tiền đó để mà làm đường làm cầu xây trường học trả lương cho thầy cô giáo với mức lương để họ có thể sống được mà bám trường bám lớp tại vùng cao tiền tham nhũng thì tính đến hàng ngàn tỷ thậm chí số lượng còn lớn hơn nhưng ngân sách Bộ Giáo dục thì còm cõi chỉ bằng 1 phần 16 so với Bộ Công an. Ngay tại thủ đô Hà Nội mà trường công vẫn còn thiếu, phụ huynh phải trực chờ cả ngày lẫn đêm để mà nộp hồ sơ nhập học cho con. Thì thử hỏi tại vùng sâu, vùng xa, ai quan tâm tới người dân Việt Nam đây? Quản lý kiểu gì mà để cho 78 năm giặc rốt vẫn còn hoành hành ở Việt Nam? Hiện nay, ngành giáo dục bị bóp ngân sách rất mạnh đa cộng sản đang buộc ngành giáo dục phải tìm cách móc túi người dân để mà tồn tại các nước trên thế giới đang tiến hành từng bước để đi đến giáo dục miễn phí cho toàn dân với nước nghèo thì họ tăng dần ngân sách giáo dục nhằm trợ giá để bất kỳ ai cũng tiếp cận được giáo dục trong khi đó việt nam lại thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục nghĩa là nhà nước để cho ngành giáo dục móc túi dân mà tồn tại thật phi nhân bản và cực kỳ nhẫn tâm với người dân để cho đồng bào mù chữ dồn tiền xây tượng đài vô bổ. Nền giáo dục Việt Nam hiện nay như một căn nhà đổ nát vậy. Người dân vùng sâu, vùng xa bị bỏ phế, họ vẫn bị mù chữ như cách đây hàng thế kỷ. Ở những vùng đồng bằng thì đầy dãy học sinh bỏ thi vào đại học để chọn con đường đi nước ngoài làm cô ly. Thậm chí cả giáo viên dạy giỏi cũng bỏ nghề xin đi xuất khẩu lao động. Để mà có cơ hội đổi đời còn con cái quan chức thì nhờ vào tiền tham nhũng của bố mẹ chúng để đi du học chính họ cũng né tránh nền giáo dục tại việt nam ở vùng sâu vùng xa dân bị đói con chữ còn ở vùng đồng bằng thì người dân phải phát ngán con chữ không ngán sao được khi họ nhìn thấy rất đông cử nhân học xong đại học thì lại thất nghiệp hoặc phải gia nhập đội ngũ xe ôm công nghệ Chính sách giáo dục thì tệ, không thể tệ hơn. Những báo chí tuyên truyền thì vẫn ca ngợi đảng suốt ngày, rằng đảng tài tình thế này thế kia. Còn đảng thì giáo dục vẫn còn nát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình, truyền truyền hình trực tiếp với bản tin để cho dân mổ chữ rồi tung trò, xóa chữ để tự ca ngợi mình. Đảng ta quả là cao thủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đạp luật, luật bảo nhận 2 triệu đồng thì sẽ bị bắt giam. Ông Tô thì nói 1,1 tỷ vẫn chưa. Theo khoản 1 điều 2 của luật sửa đổi bởi luật hình sự năm 2017 có quy định về tội nhận hối lộ như sau. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ bất kỳ lợi ích nào sau đây là chính bản thân người đó hoặc cho người có tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. A. À, tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng dưới đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương này chưa được xóa án tích còn vi phạm b lợi ích phi vật chất nhận hối lộ từ 2 triệu đồng đã có thể bị bắt giam luật nói như vậy đây là quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam tuy nhiên vào ngày 19 tháng 8 tờ báo pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài như sau vụ Việt Á thêm một người nhận tiền tỷ không dính tội nhận hối lộ. Trường hợp này là ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông này đã nhận hối lộ 1,1 tỷ đồng, tức là gấp 550 lần so với quy định của pháp luật. Nhưng ông quan tham này vẫn thoát tội. Ai cho phép Bộ Công an đã đạp lên luật để mà tha tội cho một quan tham một cách bừa bãi đến như thế? Đây là một trong hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn trường hợp Bộ Công an đã tùy tiện áp dụng hình phạt mà không theo khuôn mẫu của pháp luật. Có người bắt trộm con vịt về ăn nhậu mà con vịt chỉ có giá 200.000 đồng nhưng lại bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phạt tới 7 năm tù. Trong khi đó, ông Quan nhận hối lộ đến 1,1 tỷ đồng mà vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì có khác nào Tô Lâm cho xé luật hình sự để nhét dưới đê giày của ông ta? nhận hối lộ 1,1 tỷ đồng vẫn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, việc chạy án hầu hết ở đằng sau hậu trường, phiên tòa sẽ phán quyết tùy thuộc kết quả của việc chạy trọt và thương lượng giữa các bên. Tuy nhiên, trong vụ chuyến bay giải cứu thì phần nào nó cũng được cố giấu giếm, dù kết quả vẫn không thể che đậy. Còn vụ án Việt án này, bên công an đã công khai đạp lên luật pháp mà tha tội cho quan tham nhận tiền hối lộ lên tới 1,1 tỷ đồng. Khi quan tham nhận hối lộ bạc tỷ mà kết luận không phạm tội, thì hành động này gây hậu quả rất lớn cho xã hội. Đây là trường hợp đặc biệt và có thể tạo ra tiền lệ. Các quan tham sau này sẽ tìm hiểu và truyền miệng nhau về cách mà ông Phạm Công Tạc có thể hiên ngang, trắng án khi nhận hối lộ đến bạc tỷ chắc chắn hàng trăm thậm chí hàng ngàn các quan tham khác sẽ tìm cách áp dụng tình huống này để mà chạy tội cho mình. Vậy thì chúng tôi hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông hô hào chống tham nhũng để đảng của ông trong sạch và vững mạnh, nhưng lại để cho một ông quan nhận hối lộ bạc tỷ mà vẫn được miễn tội hình sự, thì ông chống tham nhũng thế nào cho được? Đảng của ông trong sạch làm sao được với cách làm của ngành công an hiện nay, nó sẽ trở thành án lệ cho các quan tham bởi các quan sẽ xem đó là một hình mẫu trong những cách để mà chạy tội cho mình. Quan tham của Việt Nam không đầu tư chất xám cho việc đưa ra những chính sách lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, mà họ chỉ đầu tư chất xám vào vấn đề kiếm ăn và chạy tội. Khi họ bị lộ, họ có điện thoại của những đầu mối chạy án khủng, họ dễ dàng ra giá để họ được mức án nhẹ nhất như có thể. Dưới đế giày của ông Tô Lâm là luật pháp tham ô trong chế độ này nó đến mức kinh khủng. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh nhận gói tiền đến tới 200.000 đô la Mỹ mà quẳng một góc phòng rồi quên bắn luôn. Cho đến khi dọn phòng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì mới phát hiện ra túi tiền này. Điều đó cho thấy những số tiền rất lớn như thế này đối với ông ta là vặt vãnh, không nhớ nổi. Nó thật là kinh khủng chính quyền này cũng thừa nhận tham nhũng là điều đương nhiên, nhận hối lộ đến 1,1 tỷ đồng mà vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì quả là đáng sợ. Họ đã cho dân thấy rằng, đã quan thì tham nhũng bạc tỷ là lẽ bình thường, không cần phải xử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin Đạp lên luật, luật bảo nhận 2 triệu đồng thì sẽ bắt giam. Tôi lầm nói 1,1 tỷ đồng vẫn chưa bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.